Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác những cái sản phẩm từ 1 triệu đến 5 triệu mà không cần cọc các bác nhá. Hôm nay em về cho tất cả các bác những cái sản phẩm như thế này. Hôm nay em về hơn 100 cây iPhone 6 Plus mất vân tay, hơn 100 cây nha anh em nhá. Mà con này em bán với giá chỉ có 1 triệu 650 nghìn miễn phí ship không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán Em bán tất cả các bác với giá này thì con này là mất vân tay nhá Tất cả những cái dòng này là mất vân tay hết Đấy mà con này 64 gb pin với lại tình trạng của máy thì là được 95 đến 98 pin cũng vậy mà hình thức bên ngoài nó cũng vậy nha các bác nha Nói chung là nó có một số chỗ nó cũng xước một tí nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà em không thay vỏ vì tại sao nếu chúng ta thay vỏ nó hay bị nóng máy hay là bị hao pin bởi vì nó bị chập âm dương bởi vì do vấn đề là chúng ta tự làm thì nó sẽ không bằng những khi mà nhà máy nó sản xuất nha các bạn nha Đấy, anh em nào mà ưng thì chúng ta có thể là gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình đây là kết bạn ngay Zalo đây em mở các bác xem này thứ nhất máy đều là phải máy phải màn đẹp như thế này thứ hai là pin Đấy, vân tay thì không nói rồi em đã thông báo là mất vân tay pin nó được 100 phần trăm em nói cho các bác ạ, 95 phần trăm nhưng mà ở đây nó là máy này là 95 đến 100 phần trăm nha các bác nha em bán cho các bác 1 triệu 650 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc đâu các bác ạ Đấy. kiểm tra đúng thì chúng ta nhận thôi bởi vì chúng ta bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm này chúng ta phải có quyền chúng ta phải kiểm tra Đấy. còn chứ không có cái chuyện là chúng ta cứ đi cọc nọ cọc kia rồi tôi thích gửi cái gì cũng được là không được đúng không kể cả con Oppo A3s này Đấy. A3s nó có hai màu màu đỏ màu xanh và màu hồng như thế này là gọi là ba màu em bán tất cả các bác là máy mới nhá con này là ram 6 128g màn hình 6,4 đấy pin 4500 1 triệu 450 nghìn 1 triệu 450 nghìn nhá 1 triệu 450 nghìn Oppo A3s máy mới nha các bác nha em làm video buổi tối đây là nhìn nó hơi xấu một tí anh em ạ à? anh em thông cảm bởi vì do à, ban ngày không làm được làm vào tối thì dùng bằng à, bóng điện thì tất nhiên nó sẽ xấu hơn đấy, Oppo A3s RAM 6 128GB 1 triệu 450.000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán không cần cọc các bác ạ anh em yên tâm RAM 6 nha không phải là cái loại 16GB mà người ta bán 8 900 đâu <laughs> tiếp theo giới thiệu tất cả các bác một số cái sản phẩm nữa cũng giá cực rẻ thôi không có đắt đâu Đấy. đây Vivo i93 nhá Vivo i93 1.500 pin 4.500, 1.500 pin 4.500 màn hình 6.4 inch, RAM 6 và 128 GB. i93 RAM 6 128 GB nhá, không phải là 16, 23, 264 nhá. Em bán là tất cả các bác là 1 triệu 500 000 miễn phí ship, được kiểm hàng rồi thanh toán. Tất cả các cái dòng điện thoại bên em đều đủ phụ kiện nhá. Nó là máy mới thì từ que chọc sim đầy đủ, nó có hết, nó không thiếu bất cứ một cái gì nhá các bác nhá nó gọi là máy mới thì chúng ta cũng không cần gì Chúng ta phải kiểm tra kỹ vấn đề gì cả Để Em chỉ quay qua cho tất cả anh em thôi Cảm thấy anh em nào ưng thì anh em có thể nhận 128GB nhá Các bác về các bác cứ mở lên kiểm tra Thiết bị của nó không phải là 128GB Các bác đừng có nhận máy Và làm ơn điện cho tôi <laughs> Anh em thông cảm tí ốm Nên là nó cũng bị sụt sịt một tí với Tiếng giọng nói nó không tốt nên là mong mọi người thông cảm Oppo A5s A5s hiện tại em đang có màu xanh như thế này Đó, màu xanh như thế này màu hồng này Đó, màu xanh và màu hồng em bán là tất cả các bác với giá là 1 triệu 650 nghìn máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện có từ hộp này sạc này tai nghe này ốp này cũng là 128g cũng là ram 6 128g pin 4500 các bác nhé Đấy, ở đây là cái lớp giấy bóng chứ không phải là nó bị xước đâu các bạn ạ nhé anh em nhé ram 6 và 128 gb máy mới nguyên hộp luôn đấy nếu các bác mang đi dùng không may trăm con nghìn con thì cũng có thể nó có con nào lỗi thì không may thì nó bị lỗi ở đâu thì tôi sẽ hỗ trợ các bác đổi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày một đầu tiên và tiếp theo qua 30 ngày đi em sẽ hỗ trợ các bác sửa toàn quốc khác có người đến tận nhà của các bác đổi cho các bác <laughs> anh em mà thông cảm tí nay ốm nên là cũng hơi hơi làm video nó cũng không được tốt nha các bác nha các bác khác tự hiểu thôi em bán ở đây là rẻ nhất có thể rồi để cam kết không còn chỗ nào rẻ hơn nếu các bác biết chỗ nào rẻ hơn có thể các bác cứ đi mua ở chỗ đó không ai bắt các bác cả Đấy. Oppo A53 A53 em bán có 2 triệu tư 2 triệu 450 nghìn Oppo A53 nha các bác nhé Oppo A53 em có đây hai màu như thế này Oppo A53 em bán 2 triệu 450 nghìn các bác lưu ý này RAM 8 này 256 gb RAM 8 và 256 gb con này nó là pin 5.000 màn hình 6.5 2 triệu 450 nghìn Oppo A53 máy mới 100% nguyên hộp kiểm tra không đúng đừng có nhận nha đủ phụ kiện hết sạc tai nghe nói chung là không thiếu bất cứ cái gì đâu chẳng qua là chúng ta cứ xem những cái cấu hình hay là chúng ta xem về cái hình thức của máy chúng ta có thích cái loại máy như thế này hay không Đấy. mỗi người thích một kiểu này ram 8 cộng 1 thành ram 9 này và 256 g này nha các bác nhá máy mới 100 phần trăm nha máy mới nguyên hộp luôn nha các bác nhận nếu mà nó có bị móc méo nứt nẻ hay là bị xước sát thì chúng ta đừng có nhận và điện ngay cho tôi để tôi sẽ xử lý nha các bác nhá À, em bán có 2 triệu 450.000 thôi Oppo A53 và tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái hàng rẻ tiền mà lại có nhiều thịt à, đây Oppo A73 các bác nhìn kỹ và xem lại không có chỗ nào nó bán rẻ đâu các bác, ạ còn em bán cho các bác rẻ quá thì các bác lại bảo là tôi hàng tàu với hàng nhái và không đúng chất lượng, đúng không? còn em cam kết cho mọi người chúng ta được kiểm hàng thanh toán đúng nhận, không không đúng thì thôi, đừng có nhận. À, em cũng trả dở hơi gì em cứ lên quay video rồi gửi đi các bác không ấy thì là tội làm cho ai, làm tội cho ai? chỉ có tôi tự gánh cho ai gánh đúng không? Đấy, nên là em bán ở đây em đã nói rồi, em bán rất là nhiều máy chứ không phải là một máy, nên ai tin thì tin mà không tin thì thôi. bởi vì để một mình em nói cho tất cả các bác tin tôi thì nó cũng rất là khó. Đấy, xã hội mà để một mình mình nói ra để đây để cho các bạn mà tin tôi hết thì chắc chắn là hơi khó khăn đúng không không ai tin đâu còn ai tin thì có thể mua không tin tôi Oppo A73 RAM 8 và 256 g 5G các bác nhá hai sim hai sóng nha các bác nhá Đấy, pin 5000 màn hình 6,5 inch RAM 8 và 256 g các bạn bán tất cả các bác với giá chỉ có là 2 triệu 650.000 miễn phí ship các bác được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc một đồng nào à, kiểm tra đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì đừng có nhận nha các bác nha và tiếp theo em giới thiệu tất cả các bạn những cái dòng giá nó cực rẻ bên em có từ Oppo Vivo Samsung iPhone Đấy, nói chung là có rất là nhiều Đấy, chủ yếu là các bác ưng được cái mẫu nào thôi đây là Oppo A55s A55s thì em có hai màu như là có màu này và cái màu như thế này nữa này thế thôi nó cũng chỉ như thế thôi nhá có hai màu như thế này nhá à, A55 này ấy thì em bán với giá là 2 triệu 950 000 cái sản phẩm này thì các bác nhận được một chiếc điện thoại với giá vậy thì pin 5.000 màn hình 6,56 inch có nghĩa là 6,6 inch RAM 8 và 256 gb Oppo A55 Đấy, máy mới nguyên hộp 100% nha các bác nha Đấy, nó như thế này nguyên hộp như thế này Đấy, các bác nha em bán tất cả các bác như vậy là quá rẻ rồi 2 triệu 950.000 thôi miễn phí ship và được kiểm hàng thanh toán không có cọc một đồng nào đấy, các bạn thấy không ram 8 256G đấy còn uy tín hay không thì các bạn phải hiểu vấn đề này nhiều người đi mua người ta bán có 7 800.000 thôi người ta vẫn bắt các bạn đặt cọc còn bên tôi bán từ 5 triệu đến 7 triệu không cần cọc một đồng nào đấy. thì cả các bạn đặt hàng bên em như thế nào thì em gửi cho các, các bác như thế đó Tuy nhiên thì nói để nói về cái đồng tiền cọc thì xã hội bây giờ nó rất khó đúng không Chỉ có những người mà nó quen thì người ta mới cọc cho không quen thì không ai cọc cho các bác cả a 55 2 triệu à, 950.000 và đây những cái sản phẩm Oppo a92 ở đây Đấy, Oppo a92 nhé em bán được tất cả các bác với giá là 2 triệu 950.000 máy mới 100% phần trăm luôn <laughs> máy mới 100 phần trăm 2 triệu 950 000 RAM 8 256 ghi nhá Oppo A92 pin 5000 màn hình 6,6 inch 6,56 6,57 6,6 inch rồi Đấy. máy mới 100 phần trăm các bạn ạ máy mới nhá máy mới 100 phần trăm cho tất cả anh em Ờ ừ, hôm nay ốm mệt quá anh em ơi anh em thông cảm cho tôi anh em theo dõi video ấy, đừng quên cho tôi một lượt like và một lượt, một lượt đăng ký kênh chia sẻ video cho tất cả bạn bè hàng xóm để chúng ta theo dõi và chúng ta mua Đấy, còn tôi nói tất cả các bác em cũng đã cân đối và giá bán toàn quốc này thì cũng đã cân đối hết rồi chứ để mà nói mà rẻ hơn thì chắc chắn là không có nữa đâu anh em ạ nha các bác nhá em bán ở đây bán rất là nhiều máy một ngày bán vài trăm con chứ không phải là bán một đến hai con sẽ là lừa cả ai cả anh em yên tâm tuy nhiên để em quảng cáo và em nói ở đây thì nó không được tốt và cũng không có ai tin lắm còn ai tin thì có thể chúng ta mua mà không tin thì cũng thông cảm thôi đúng không A92 nhé và bây giờ em giới thiệu với tất cả những các bác một số các sản phẩm nó bán nó cực chạy và cực kỳ là chạy và cực kỳ là nổi tiếng thì những cái sản phẩm là nốt 10 ge máy là máy chống nước 100 trăm nhưng mà con này một sim nhá nốt 10 ge và nốt 10t gọi là 10e và 10t 10e và 10t nó là một Đấy, nó khác nhau và giá nó cao hơn ở cái điểm nào nó hơn nhau ở cái vị trí nào thì con 10t màu xanh này nó cũng như này thôi hai con nó như nhau thôi nó khác màu thôi Nói chung là chống nước 64g màn hình 6,5 inch pin 5.000 Nha, các bác được nhận hàng nhúng vứt xuống nước nước không vào thì thanh toán còn nếu mà nhân viên giao hàng không cho vứt thì alo ngay cho tôi và ghi âm cuộc gọi lại sai đến đâu tôi chịu nhé các bác nhá và tiếp theo tôi nói các bác này cái con máy này ấy, là một sim là 3 triệu 500 còn hai sim là 3 triệu 900 nhá miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán và máy này thì nó có rất là nhiều bản nhiều người cứ nói là người ta có bán 2 triệu mà ông bán đến 45 triệu thì đúng thôi Đấy, mỗi người bán một giá Đấy, tôi ăn nhiều hơn thì tôi bán phải bán đắt hơn còn các bác mà muốn rẻ hơn thì các bác có thể đi mua của người ta tôi không cần biết Đấy, nó có rất là nhiều loại hàng độ vỏ sách tay rồi hàng tàu hàng nhái Trung Quốc vô vô nhiều lắm Đấy. Đấy. thì còn ai bán mua bán thế nào kệ còn mình bán mình cảm thấy được mình lời mình bán đi đúng không Đấy. tôi bán lỗ tôi bán làm gì đây nha các bác nhá hai sim là 3 triệu chín một sim là 3 triệu 500 anh em nào mà nhận được chiếc nào thì chúng ta có thể là alo ngay trực tiếp cho tôi số điện thoại trên màn hình còn đây là Samsung A05 màn hình 6,7 RAM 4 và 64GB pin 5000 em bán được tất cả các bác với giá là 3 triệu 500 000 3 triệu 500 nghìn các bác nhá Oppo A à, à, xin lỗi Samsung A05 Samsung A05 em bán tất cả các bác với giá là 3 triệu 500 nghìn máy mới 100% nguyên hộp em cũng không cần phải bóc ra đâu bởi vì nó là nguyên hộp hết rồi. Đấy. Chỉ cần nói như vậy thôi Chứ đâu phải là màn nó bị vỡ hay là bị nứt các thứ thì chúng ta còn phải tháo ra Nhưng mà bên em không cần các bác Đây là một chiếc điện thoại Samsung A51 nha. A51 Con này là pin 4500 màn hình 6,4 inch Đấy màn hình à, màn hình 6,5 inch xin lỗi màn hình 6,5 inch em bán là tất cả các bác với giá là 3 triệu nhưng mà con này là pin 4500 mà con này được 98 phần trăm ram 6 và 128 ghi có như 99 phần trăm gọi là máy mới tất cả đều tem siêu đều đầy đủ hết em mà lừa các bác á em bảo máy mới các bác cũng không biết đâu nói thẳng không biết được Đấy, nói cho các bác là như vậy nhiều người cứ nói thằng này nó bán đắt bán rẻ thì các bác cứ đi tìm chỗ rẻ mà mua còn tôi cứ phải bán như vậy thì tôi mới bán được Đấy. em bán nhiều thì như thế này mà các bác không tin thì làm gì mà các bác còn đi mua những cái quán lẻ ba bảy con này độ vỏ rồi thì lên màn các thứ để mua còn bên em ấy, lên hay không thì các bác khắc tự kiểm hàng rồi thanh toán nhá Đấy. nếu mà các bác không ưng và các bác không mua các bác cũng không nên đặt đặt thì, 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 thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng những người shipper chứ tôi chả liên quan gì Đấy, tôi mất 10.000 20.000 tiền ship gửi cho bác bác không lấy thì tôi sẽ gửi cho người khác được chuyển tiếp cho người khác được Đấy, nhưng mà các bạn làm như vậy thì tội cho những người shipper người ta phải Thâu ngày thâu đêm người ta chạy từ miền ba, Nam sang miền Bắc Thì không biết là nó bao nhiêu người để người ta cầm cái đơn hàng này Đến tay của các bạn Nhưng mà bạn chỉ là làm một cái trò đùa thôi Thì nên là chúng ta không nên làm nhá Bên tôi không phải lừa ai Chỉ sợ các bác lừa tôi Bởi vì tôi không cần cọc Mà không lấy của các bác một đồng nào nhá Em bán cho các bác với giá là 3 triệu Đấy, 3 triệu nha 128 nghìn nha các bác nha Máy này thì các bạn không cần phải hỏi là kiểm tra đâu Đây này Sao thăng sáu thăng sao sao thăng 06 thăng đấy email tất cả đầy đủ đầy đủ hết các bác ạ đây đấy, sim 1 sim 2 các thứ đều ok đấy. máy này là máy 99 phần trăm có những là máy mới còn em báo lại em phải báo đúng 99 là em phải báo 99 chứ không có cái chuyện 99 thì thành uh, máy mới được anh em ạ bán hàng thì ai cũng muốn lấy nhiều tiền còn tôi thì tôi cũng muốn lấy nhiều nhưng mà tôi cũng cân đối Người ta gọi là những anh cân đối đấy để bán làm sao nó hợp lý nhất tôi có đủ lời một tí là tôi ok rồi đúng không Samsung A31 em bán là tất cả các bác với giá 2 triệu 750.000 con này là pin 5.000 cũng là máy 99 phần trăm pin 5.000 các bác nhá màn hình cũng là 6,5 inch à, RAM 6 và 128GB RAM mà bộ nhớ rất cao à, các bác không mua những cái sản phẩm này thì các bác không biết là đi đâu mà mua à, nói chung là em nói các bác là máy mới nó là nó thành máy mới nhá không phải là những cái hàng mà nó độ vỏ hay là chọc các thứ đâu đấy chọc gạo sửa chứa gì đâu đây này để bóng tem xíu còn quên 2 triệu 750.000 thôi và tiếp theo giới thiệu các bác một cái con này a71 ram 8 nhá a71 ram 8 128g pin 4.500 A71 99% em bán được tất cả các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn là 3 triệu 700 nghìn nha các bác nha máy vẫn còn nguyên tem siêu đầy đủ hết đây này, này. Đấy, các bác cứ mang đi dùng đi nếu trong cái phạm vi mà lỗi đâu thì em sẽ xử lý cho các bác toàn quốc chứ không phải là bán kiểu bán một một người hai người sửa tại nhà nha các bác nha Đấy, em bán cho tất cả các bác toàn quốc được kiểm hàng rồi thanh toán không có cọc 1.000 nào Đấy. em bán cho các bác không cần cọc kiểm hàng rồi thanh toán một ngày vài trăm đơn thì tôi sẽ bỏ ra bao tiền để tôi uh, cho gửi đi các bác thì các bác phải biết uy tín hay không là nó ở cái điểm đấy nhá còn nhiều người cứ ham hố cứ nói là mua mạng bị lừa bị lừa là những điều đương nhiên người ta toàn cho chân dài chân ngắn ra sau đó là bắt đầu là quay quảng cáo lên cho các bác này, bán rẻ đấy các ông cứ đi mà đặt thôi còn ai mua được đâu thì người ta phải bán bán như nào bán người ta mua đất thì người ta bán đất người ta mua rẻ người ta bán rẻ còn ở đây bán mua bán hàng nghìn cây mà các bác còn phải lo lắng thì không biết là các bác đi tin những cái thằng nào còn tôi thì không biết quảng cáo hay như người ta đấy mồm mép với mũi sụt xịt hết cả vẫn phải quay video đơn thường như thế như thế này không có vấn đề gì chỉnh sửa cắt ghép gì cả đúng không à, đợi bật đèn để tôi làm video đấy chứ như người ta giờ nó trả thuê người nọ người kia ra người đẹp ra để quay để quảng cáo rồi bán những cái sản phẩm này hô to nói nhỏ nói lớn để bán cho các bác thực tế ra tôi không cần yeah. các bác ủng hộ tôi thì các bác ủng hộ kể cả tôi quay bằng cái bàn phím các bạn cũng ủng hộ thôi đây là một cái sản phẩm này Vin 5 con này nó là RAM 464 g màn hình 6,5 2 triệu 550.000 pin 5.000 các bác nhé đây tất cả những cái máy này em chưa bóc ra nên là em cứ để như vậy thôi đấy, màn hình 6,5 này pin 5.000 này hỗ trợ sạc nhanh từ 15w trở lên có nghĩa là cái máy nó nguyên hộp thì máy nó có cái gì thì em gửi cho các bác đấy hết nó có sạc có tai nghe em gửi cho các bác như vậy 2 triệu 550.000 thôi các bác ạ không có hề kêu đắt ở đây nhá Đấy, em cũng đã cân đối hết tất cả từ trước đến giờ rồi anh em ạ. Đây. Đây là Redmi. Đấy. Redmi 10. Em bán tất cả các bác là con này là 3 triệu 900 nghìn cơ. Mà pin 5 000 Pin 5 000 nhá Màn hình 6,4 inch cũng chỉ là 64GB. Mà con này giá nó cũng hơi đắt tất nhiên nó đắt thì tôi phải bán đắt chứ chẳng lẽ là bán rẻ hơn Đấy, còn rất như 12 C thì nó chỉ có 2 triệu 8 pin cũng 5.000 màn hình 6,7 64GB tại sao con này nó hơn 1 triệu Đấy. mỗi người một uh, mỗi loại nó sản xuất ra nó có một cái giá khác nhau nên các bác phải hiểu vấn đề này Đấy, chứ không phải là tự nhiên rồi tôi bán giá như vậy đâu anh em ạ nhá máy là máy mới 100 phần trăm luôn nha các bác nha máy mới nguyên hộp 100 anh em yên tâm Đấy các bác chỉ cần nhìn mẫu này nhìn hình thức này và đồng tiền này thì cảm thấy hợp lý thì chúng ta có thể mua đây này đi 10 này Đấy, nguyên hộp này. bán được tất cả anh em với giá này là chắc là cũng hợp lý thôi tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái dòng này Note 11 à, Redmi nốt 11 nha cũng là Redmi Note 11 pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 à, RAM 6 và 128 gb RAM 6 128 gb màn hình 6.5 pin 5000 Note 11 em bán tất cả các bác với giá 3 triệu 800 000 miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc một đồng nào nha các bác nha chế độ bảo hành bên em đúng lời hứa của em 30 ngày một đổi một Đấy, tôi nói sai thì các bác cứ chửi tôi thoải mái và bình luận ngay bên dưới thoải mái nhá Đấy, Tuy nhiên thì Tôi đã nói rồi, trăm con, nghìn con thì vẫn có một con nó lỗi. Tuy nhiên em sẽ hỗ trợ các bác hết nhưng các bác, các bác yên tâm. Chế độ bảo hành bên em cực tốt cho tất cả anh em, chủ yếu là ăn ở nhau ở cái chỗ bảo hành này. Đấy. Nếu mà em không uy tín thì kênh em nó không có đến hàng vài chục nghìn người để đăng ký kênh và hàng triệu người để xem các bác nhá. các bác phải biết là như vậy. Đây này. Cái con này là thị trường thì hình như là còn sót lại một hai cây thôi không phải chót lại thị trường mà bên em còn một hai cây m 31 cái sản phẩm này là pin 6.000 nha các bác nha pin con này là 6.000 cũng là ram 6 và 128 gb còn qua bây giờ em quay vào bằng cái ánh đèn này quay sang bên này thì mặt mặt trong này tối nhưng sang bên kia nó bị chói nên là quay các bác nhìn nó cứ lóng lánh ông ánh ông lánh bóng điện đấy. đấy nên là các bác nhìn nó xấu thôi còn khi thực tế mà các bác cầm đến cái chiếc điện thoại này các bác mới biết nó như nào máy là có sạc có ốp có Ta nghe đầy đủ hết cho tất cả các bác. Em bán cho tất cả các bác là 3 triệu 050 nghìn nha. Miễn phí ship. 99% Máy 99% Và RAM 6 128GB Pin 6000 m31 các bác nha. Đấy, bán giá này thì hợp lý rồi. Đây. Samsung nha các bác nha. Đây. Em giới thiệu tất cả các bác một cái sản phẩm này nữa này đây là Techno 20C Techno 20C con này em bán được tất cả các bác 3 triệu 700 nghìn Pin 5 000 nha Techno 20C Spark Pin 5 000 Đấy, Pin 5 000 RAM 4 cộng 4 thành RAM 8 và 128 g màn hình 6,6 inch em bán tất cả các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán máy mới 100% máy này nó là máy vuông nha các bác nha em bán tất cả các bác con nào cũ thì em bảo cũ rồi các bác theo dõi video của em ấy thì các bác đừng quên đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cái video tại sao đăng ký kênh đăng ký kênh để làm gì đăng ký kênh ấy, khi nào mà có những cái sản phẩm mới hay là có như thế nào thì em lại quay tiếp cho tất cả các bác còn bây giờ ấy, điện thoại em rất là nhiều nhưng mà để em quay một phát hết thì chắc chắn là không quay hết được đúng không các bác biết đấy quay một lúc thôi, vài con ở ngay trước mặt chúng ta thì nó đã mất 20 phút rồi nếu mà để quay ở đây nó phải mất khoảng bốn năm tiếng, nên là các bác cứ đăng ký kênh, video này em quay đoạn này, loại máy này thì sang video khác thì em lại quay lên một cái đoạn máy loại máy khác, Đấy, như vậy thì em cứ bảo là anh em cứ đăng ký kênh là không thừa đâu, khi nào à, à, tôi lại ví dụ như sáng tôi không đăng thì chiều tôi đăng lên thì các bác lại nhìn thấy được những cái sản phẩm mới, ví dụ như những cái dòng um, chưa quay 19 31 rồi 17 11 đấy 7675 93 s 32 đấy nhớ chung là vân vân rất là nhiều đây là con Redmi 13C Redmi 13C nhá màn hình 6,74 à, pin pin 5000 hỗ trợ sạc nhanh là từ 18 w trở lên em bán tất cả các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn 3 triệu 700 nghìn em bán cho tất cả các bác là bằng này tiền thì là pin 5000 này, RAM 8 cộng 2 RAM 10 này, 256 GB này. 13 c nhá. Màn hình 6.74 inch. Đấy. Máy mới nguyên hộp 100% luôn, nguyên hộp luôn. Đây này. Đấy, Redmi 13C nguyên hộp nhá. Bán giá như vậy là quá rẻ tất cả anh em rồi. 13C. 3.7 triệu thôi. Các bác cứ hỏi hết thì chỗ nào mà nó rẻ hơn thì các bác có thể mua, còn tôi bán thì Tôi phải bán cái giá này thì tôi mới bán được Đấy, nó là như vậy và tiếp theo giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm này Redmi C33 Redmi C33 cũng là máy mới 100 phần nhá em bán tất cả các bác là 3 triệu 350.000 pin 5.000 RAM 8 và 256 ghi màn hình 6,6 inch 6,7 inch C33 nhá 3.350.000 triệu Redmi. Redmi C33 pin 5000 RAM 8 256 GB. Đấy bán cho tất cả các bác là máy mới nguyên hộp luôn. Chúng ta gọi là máy mới thì chúng ta đừng có hỏi về cái cái màn hình nó có ám hay là có ố gì không há mố gì cả. Nó là máy mới mà anh em ạ. Và em giới thiệu một cây V50 nó cũng là Redmi V50. Đấy, Redmi. Đấy. V50 Em bán với giá là 5 triệu con này Con này có giam 6 128GB đó Pin 5 Đấy Máy cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ Máy mới nhá Máy mới nguyên hộp luôn Máy vuông Mắt mắt cam và mắt cú mèo Quá là đẹp đúng không Đấy, Bán ra tất cả các bác với giá là 5 triệu được kiểm hàng rồi thanh toán Không có cọc đâu anh em Bên em bán hàng không cần cọc Bởi Vì mình bán đúng sản phẩm Không cần lừa ai Thì cần gì các bác phải cọc tôi Đúng không Con này đang hết pin Con này là A96 Đấy A96 này 4 triệu 150 nghìn Pin 5 nghìn Ram 8 cộng 4 Để ra 12 Và 256 nghìn Màn hình 6,6 nhé A96 Máy cũng vuông Đẹp mỗi người thích một kiểu thôi nhau, nói chung là mỗi người thích một cái mẫu khác nhau. Mỗi người có một cái mắt nhìn nó khác nhau, chứ không có ai cũng giống nhau cả. A chín sáu bốn triệu một trăm năm nghìn. Máy mới nguyên hộp, nguyên hộp một trăm phần trăm. Đã gọi là máy mới nguyên hộp thì nó không thiếu về những cái phụ kiện đâu. Sạc hay là tai nghe nó không thiếu cả. Đây đang cháy hàng những cái dòng này này. K9S nhé các bác nhé. K9S RAM 8 và 256 GB. Pin con này nó là 5000 màn hình 6.5 inch. 6.56 inch màn hình 6.56 inch, RAM 8 và 256 GB. K9S 3 triệu 550 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc nha Ok chưa Như vậy là quá là đẹp đúng không các bạn chỉ cần nhìn mẫu và giá và ram bộ nhớ cấu hình các thứ thôi. Còn chứ còn để mà hỏi thêm thì nó chả có gì phải hỏi thêm. Đã là máy mới người ta đã làm ra như vậy rồi thì các bạn yên tâm đi. Nha các bạn nhé. Đây là một chiếc điện thoại bán chạy nhất trên cái thị trường hiện nay. Vivo Y20S Màn hình 6,5 Ram 8 256GB Pin 5000 Y20S em bán 2 triệu 550.000 đi 20s nhé 2 triệu 550.000 máy hình như là gần vuông Đấy. đẹp không tập này là quá là ok đúng không ạ 2 triệu 550.000 thôi miễn phí ship Oppo A7 A54 Đấy, A54 2 triệu 900 nghìn máy mới 100%, màn hình 6.5, RAM 4 và 128 GB. Pin 5000 các bác nhá. Pin con này 5000. Oppo A54 máy mới nhá các bác nhá. Máy mới luôn. 2 triệu 900 000 Em có con F7 này. Oppo F7 1 triệu 550 000 đây này, 64 GB. Pin 4007. có hơn một triệu bạc này. một triệu năm trăm năm mươi nghìn này. máy này là tình trạng được chín mươi phần trăm có nghĩa là nó cũng có một số chỗ, chỗ nó để lâu nó để chấm lông chuột một tí trước lông chuột ấy. nhưng không sao cả nó không phải là máy cũ mà nó chỉ là máy để, để lâu rồi thì nó bị mốc mốc một tí ở ngoài này thôi nó hơi xấu ở cái hình thức ở ngoài một tí thì em phải hạ giá nó xuống nhé yeah. một triệu năm trăm năm mươi nghìn em báo cái con này là chín mươi phần trăm các bác nhá oppo f 7 64GB Máy bên em thì rất là nhiều Tuy nhiên thì các bác phải đăng ký kênh Chia sẻ cái video Thì em sẽ có những cái sản phẩm nào mới hơn Hay là em sẽ quay tiếp những cái sản phẩm Thì em lại giới thiệu với tất cả các bác tiếp Chứ bây giờ mà để em nói một phát ở đây hết Thì chắc chắn là không thể được à, Em không 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 thể quay hết cho tất cả các bác được Đấy, Các bác cứ đừng quên Đây là một chiếc điện thoại TCL 406S Em bán là tất cả các bác là 3 triệu 100 nghìn pin 5000 màn hình 6,7 RAM 4 cộng 4 là thành RAM 8 và 1 và 64 ghi 3 triệu 100 nghìn nha 3 triệu 100 nghìn pin 5000 TCL 406S 6,7 inch RAM 8 và 64 ghi bán được tất cả các bác máy mới 100 phần trăm nguyên hộp nguyên kiện luôn đây này. Đấy. em bán tất cả các bác với giá là 3 triệu 100 nghìn thôi miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cọc nha cam kết tất cả các cái sản phẩm bên em đều là những cái hàng chính hãng anh em được kiểm hàng thanh toán không cần cọc một đồng nào có thể chúng ta kết bạn zalo hay là gọi trực tiếp số điện thoại và đấy còn bây giờ em cũng không thể quay hết tất cả các cái chi tiết được bởi vì là video nó khá là dài nên em cũng phải cắt đi đấy, tắt đi và em lại quay lại video sáng nay em đăng rồi chiều em lại đăng cái một cái một cái đoạn nữa nên là các bác cứ đăng ký kênh thôi thì là các bác sẽ được thấy tất cả các các sản phẩm bên em. Cảm ơn mọi người đã mất thời gian theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Đừng quên chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh cho tôi một lượt like để ủng hộ, đăng ký kênh để chúng ta xem tiếp video tiếp theo và những cái sản phẩm tiếp theo các bác nhé. Xin chào.